Phan Đại Nam kính chào quý khán giả, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Bảy, 28 tháng 1, 2023. Chúng tôi đang có mặt tại hội chợ Tết lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Fountain Valley trong khu My Square Park. Và người đứng ra mà tổ chức cái hội chợ Tết lần đầu tiên tại Fountain Valley này, cháu Khương An, một nữ hướng đạo sinh Hoa Kỳ, đứng ra tổ chức. Cháu có thể cho biết thêm về nội dung này. Xin chào các quý vị, con tên là Khương An. Đây là cái Girl Scout Gold World Project của con. Con làm để con tổ chức cho Gold World Project. Đại khái là con muốn promote văn hóa Việt Nam của mình. Thì con tổ chức cái event này để mọi người tới, ai cũng tới được, các em tới, các em chơi mấy game của văn hóa Việt Nam, rồi học thêm về văn hóa Việt Nam, về lịch sử Việt Nam của mình. Khi mà con dự định tổ chức cái project này đó, thì con tìm hiểu về cái phong tục tập quán ngày Tết của Việt Nam như thế nào? Con làm project này thì con phải làm nhiều research về văn hóa Việt Nam. Thì có nhiều thứ con chưa có biết, con phải học lại. Đúng không? Thì chẳng hạn như là 3 ngày đầu tiên của Tết, con học là 3 ngày đầu tiên đó rất là quan trọng. Trong 3 ngày đó mình phải đi thăm gia đình của mình. Đúng không? Rồi mình tặng lì xì cho mấy em, rồi mấy thứ như thế. Nhưng phải học về mấy cái đó. Vậy đây là cái cũng là một cái đề tài để con dự thi về cái Gold Award của hướng đạo sinh. Vâng, con phải làm sao mà cái hội chợ này họ FVRC, Fountain Valley Recreation Center, người ta phải làm lại mỗi năm. Người ta phải biết làm lại mỗi năm thì con phải để lại instruction để người ta đọc, người ta biết mình phải làm như sao để mỗi năm mình tổ chức lại. Vậy trong những ngày đầu năm này thì con muốn nói gì với quý khán giả, nhất là với những bạn trẻ như con? Thank you everyone for coming. I really hope that everyone who comes here, including people my own age or younger, will come and have fun. You guys will all get to learn more about Vietnamese history and culture. We have lots of games for you guys to play. We have arts and crafts. We have food. We have free food. We have lion dancing. We have all sorts of games for you all to come and play. So please come check it out. It's free, no admission. Just come in and play and have a blast. Buổi tổ chức Hội Xuân Quý Mão 2023 tại khu giải trí của thành phố Fountain Valley do em Khương An, một nữ hướng đạo sinh gốc Việt, tổ chức. Đây cũng là chương trình em dự thi giải Hoàng Kim, là một giải thành tựu cao nhất trong thành nữ hướng đạo Hoa Kỳ, được sự hỗ trợ của thành phố cũng như của các bậc phụ huynh và các hướng đạo sinh khác trong hội, đã được sự tham dự đông đảo và lời khen ngợi về tài tổ chức của Khương An đến từ các vị dân cử địa phương, của các cư dân trong vùng. Khi thấy em đã thể hiện phong tục tập quán của 3 ngày Tết Việt Nam, sự kết hợp này đã làm phong phú thêm cho nền văn hóa của địa phương, như lời của ông Glenn Gardis, phó thị trưởng thành phố, và của bà Christy Rye, quản lý khu giải trí, khi bà muốn chương trình này sẽ được thực hiện hàng năm ở nơi đây. Xin chào quý vị. I'm really excited about, you know, incorporating the Vietnamese culture into the city of Fountain Valley. We have so many wonderful residents and the rich culture and the fun events that go on. It's super exciting. And I just want to wish everyone a Chúc Mừng Năm Mới, a Happy New Year, and prosperity and health in the new year. It's an amazing event. On Nguyen, who did the entire project for her Gold Award for her Girl Scouts, has come in and just been amazing with all of these activities to teach about the culture and the heritage. And I think it's super important for the city of Fountain Valley to just build on that, because we have such a diverse culture and community. And I just really wanted to work with that. I was very fortunate to have my kids attend Turmer Elementary School, where I got the idea from Mrs. Dow. And then On has been so great to take this and turn it into an amazing program that I think we can move forward every year with the city. Phan Đại Nam tường trình cho SPTN từ thành phố Fountain Valley, miền Nam California.